Chuyển sang thông tin đáng chú ý về thời tiết. Nắng nóng kéo dài những ngày qua khiến cho người dân cảm thấy vô cùng mệt mỏi và khó chịu. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình hình này sẽ được cải thiện trong những ngày tới khi miền Bắc đón những cơn mưa giải nhiệt. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 3.000 đến 5.000 m hoạt động mạnh dần nên trong chiều tối và đêm nay 8 tháng 8, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm nay cũng có mưa rào và dông. Mưa xuất hiện khiến cho nền nhiệt đồng loạt giảm, không còn cảm giác nóng bức như những ngày trước. Theo cơ quan khí tượng, từ chiều tối mai, mùng 9 tháng 8 đến 11 tháng 8, mưa dông sẽ tiếp tục xuất hiện ở Bắc Bộ. Riêng vùng núi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa từ 50 đến 80 mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 100 mm trong vòng 24 giờ. Thời gian mưa lớn tập trung chủ yếu vào đêm và sáng sớm. Tuy nhiên, nắng nóng có thể quay trở lại từ ngày 12 tháng 8 trên khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.